xin hân hạnh giới thiệu đến quý khán thính giả quyển sách Ung thư, tin đồn và sự thật do Ruy Băng Tím thực hiện, nhà xuất bản Dân Trí. Tin đồn số 36: Cần sa là liệu pháp điều trị thần kỳ. Cho tới nay, cần sa vẫn chưa được sử dụng như thuốc điều trị ung thư chính thống trên bất cứ quốc gia nào. Ngoài ra, cần sa còn nằm trong danh mục các chất gây nghiện cần được quản lý. Hay nói cách khác, cần sa là một chất ma túy theo định nghĩa trong pháp luật nhiều nước. Định nghĩa này vẫn còn đang tranh cãi ở nhiều nước. Ma túy là thuật ngữ dùng chung cho các chất có nguồn gốc tự nhiên như morphine, cocaine, cần sa, bán tổng hợp như heroin hoặc tổng hợp như các chất thuộc nhóm amphetamine có tác dụng lên thần kinh, gây cảm giác hưng phấn, dễ chịu, giảm đau và gây nghiện. Việc lạm dụng các chất ma túy gây các hậu quả xấu cho sức khỏe của người dùng. Các chất ma túy kích thích sự hô hấp, làm tăng nhịp thở, dùng quá liều có thể gây ức chế hô hấp, ngưng thở. Nếu không cấp cứu kịp thời, có thể gây tử vong. Việc hút ma túy lâu ngày còn ảnh hưởng đến việc nguy cơ ung thư phổi. Đối với hệ tim mạch, ma túy có thể làm tăng nhịp tim, co thắt động mạch vành, gây đau thắt ngực, nặng thì bị nhồi máu cơ tim. Ma túy còn có khả năng ảnh hưởng đến hệ sinh dục và dẫn tới vô sinh. Ngoài tác dụng tạo hưng phấn sảng khoái cho hệ thần kinh, ma túy có thể gây co giật, ảo giác, đột quỵ. Hàng trăm năm trước, con người đã biết trồng và sử dụng cây cần sa để lấy sợi, hạt, dầu. Ngoài ra cũng dùng để trị bệnh hoặc như một loại chất ma túy để tiêu khiển. Trong cây cần sa có 3 nhóm phân tử hóa học chính là flavonoid, terpenoid và hơn 60 loại cannabinoid. Cannabinoid là thành phần chính gây tác dụng ảo giác và giảm đau. Trong đó, hợp chất hóa học delta 9 tetrahydrocannabinoid THC là cannabinoid có hoạt tính mạnh nhất và thành phần cao nhất trong cây. Ngoài ra, cannabidol CBD cũng là một trong những cannabinoid được đánh giá có nhiều triển vọng trong điều trị ung thư. Ở cơ chế phân tử, các chất cannabinoid này tương tác chủ yếu trên các thụ thể có tên là CB1 và CB2, viết tắt của cannabinoid receptor trên bề mặt của tế bào. Các bạn có thể theo dõi trên hình vẽ. Sự tương tác này sẽ làm kích hoạt một loạt các phản ứng trong tế bào và kết quả dẫn đến cảm giác hưng phấn, dễ chịu, giảm đau như chúng ta thường biết. Thụ thể CB1 được tìm thấy nhiều trên các tế bào thần kinh trung tâm, trong não và các đầu dây thần kinh ngoại vi. Thụ thể CB2 thể hiện nhiều trên các tế bào miễn dịch. Ngoài ra, sự hiện diện của các CB1 và CB2 cũng được tìm thấy khá phổ biến trên nhiều loại tế bào ung thư. Từ năm 1990 trở lại đây, các nhà khoa học đã đưa ra nhiều bằng chứng trên tế bào nuôi cấy trong phòng thí nghiệm hoặc trên mô hình động vật, cho thấy khả năng chống ung thư của các loại cannabinoid. Tuy nhiên, cũng có một số nghiên cứu cho kết quả ngược lại, trong đó các cannabinoid có khả năng thúc đẩy tế bào ung thư phát triển. Các nghiên cứu trên tế bào ung thư hắc tố, melanoma, ung thư vú, breast carcinoma và ung thư tuyến tiền liệt, prostate carcinoma, nuôi trong phòng thí nghiệm cho thấy cannabinoid ức chế sự phát triển của ung thư thông qua quá trình chết đã được lập trình của tế bào apoptosis và sự tự thực bào autophagy. Sự tự thực bào autophagy cũng là cơ chế tế bào chết theo chương trình. Trong đó, các cơ quan của tế bào bị bao bọc bởi lớp màng đôi tạo thành một thể được gọi là thể tự thực, autophagosome. Sau đó, các thể tự thực, autophagosome này kết hợp với một thể tên là tiêu thể, lysosome, có chứa enzyme để giúp tiêu hủy các cơ quan tế bào. Hiện tượng tự thực bào xảy ra mạnh sẽ làm tế bào chết. Một số nghiên cứu trên động vật còn cho thấy, các chất cannabinoid có tác dụng ngăn chặn sự hình thành mạch máu, xâm lấn và di căn của khối u. Ngoài ra, việc kết hợp cannabinoid với các thuốc sử dụng trong quá trị liệu cũng cho thấy sự tương hỗ đáng kể. Ví dụ như kết hợp sử dụng THC với temozolomide trong điều trị ung thư não, glioblastoma, hoặc kết hợp với các cannabinoid ACPA, GW hoặc SA1 với gemcitabine cho thấy tăng hiệu quả trên mô hình ung thư tuyến tụy. Tuy nhiên, do hiệu quả điều trị ung thư của các chất từ cây cần sa trong thử nghiệm lâm sàng vẫn chưa đưa ra được bằng chứng rõ ràng, nên hiện nay ở Mỹ không có bất kỳ hợp chất nào từ cây cần sa được đồng ý sử dụng bởi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ trong điều trị bệnh, kể cả bệnh ung thư.
hầu hết việc sử dụng cannabinoid hiện nay trong y tế được giới hạn trong việc điều trị giảm nhẹ, giảm đau, giảm cảm giác muốn ói, làm ngon miệng, dễ ngủ. Ở nhiều loại bệnh trong đó có ung thư, Ronabinol, tên thương mại là Marinol và Sinros, là một hợp chất tổng hợp nhân tạo có cấu trúc và hoạt tính tương tự chất hợp chất tetrahydrocannabinol THC có trong cây cần sa, đã được FDA đồng ý cho sử dụng vào mục đích điều trị giảm nhẹ từ năm 1986, nhưng với sự kiểm soát nghiêm ngặt. Một sản phẩm khác cũng được thương mại hóa khá nổi tiếng là Nabisimon, với tên thương mại là Sativex, có chứa hai thành phần chính trong cây cần sa là THC-CBD với tỷ lệ 1:1, được cho phép sử dụng ở Anh từ năm 2010. Việc sử dụng các chất này còn rất nhiều hạn chế. Trong trường hợp bệnh nhân là trẻ em, Di viện Hàn Lâm Nhi Khoa Hoa Kỳ American Academy of Pediatrics còn nghi ngại việc ảnh hưởng của các chất này lên sự phát triển thần kinh của trẻ. Tóm lại, đây là một hướng điều trị ung thư mới và có nhiều triển vọng, nhưng không khuyến khích mọi người tự điều trị bằng cách sử dụng cần sa hoặc các chất ma túy khác, vì cho đến nay, các kết quả chứng minh tính hiệu quả trên người vẫn chưa được rõ ràng, và đây là chất thuộc nhóm ma túy bất hợp pháp. Dù định nghĩa này còn đang tranh cãi trong pháp luật nhiều nước, nhưng tác hại của việc sử dụng cần sa là rất lớn, cụ thể tính gây nghiện về mặt tâm lý của cần sa rất cao. Người sử dụng cần sa sau một thời gian sẽ trở nên lệ thuộc và có những triệu chứng như bồn chồn, buồn nôn, mất ngủ, chán ăn. Ngoài ra, việc sử dụng các chất này để giảm đau hoặc giảm nhẹ các triệu chứng phụ của các phương pháp điều trị ung thư khác nên được sự đồng ý của bác sĩ điều trị. Sự thật, cần sa là chất dùng để điều trị giảm nhẹ trong ung thư, hiện không phải là thuốc điều trị ung thư. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe sách nói Ri Bằng Tím, Ung Thư, Tin Đồn và Sự Thật. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, an khang. Xin chào và hẹn gặp lại.